Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Kính thưa quý vị, chúng ta đang bước vào Chủ nhật 20 thường niên năm A. Tuần này, một lần nữa, Phúc Âm mời gọi chúng ta hãy vững vàng trong đức tin. Trước khi nghe phần chia sẻ của Linh Mục Giuse Phạm Quang Minh, chúng tôi kính mời quý vị nghe đoạn Phúc Âm Chủ nhật hôm nay. Tin mừng Chủ nhật thứ 20 thường niên. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon. Thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin giữ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lại mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Câu chuyện tin mừng chúng ta vừa nghe có lẽ để lại trong chúng ta ít nhiều những cảm giác bức xúc.
Bởi vì câu chuyện tin mừng này đã khiến cho chúng ta cảm nhận về một Chúa Giêsu hơi khác so với những gì chúng ta đã tin tưởng về Ngài. Bởi vì chúng ta đã từng tin tưởng và xác tín rằng Đức Giêsu Kitô là một đấng nhân từ. Ngài luôn luôn cảm thông và Ngài chạy lòng thương với những người khốn khổ nghèo hèn. Thế nhưng mà hôm nay tin mừng lại khiến cho chúng ta cảm thấy được rằng có một chút gì đó bức xúc. Bởi vì Chúa Giêsu đã không chạy lòng thương trước cái hình ảnh của một người phụ nữ van xin hết lần này rồi lại đến lần khác. Bởi vì chúng ta đã thấy được rằng chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng hãy xin thì sẽ được và hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Nhưng đang khi đó hình ảnh của người phụ nữ đang trong cơn khốn khổ như thế này, vậy mà bà đã xin hết lần này đến lần khác mà Chúa dường như chẳng quan tâm gì đến hết. Ngay cả chính các tông đồ cũng không hiểu được cái tâm trạng của Chúa Giêsu là Ngài đang đối xử với bà ấy như thế nào. Chính các ông cũng đề nghị rằng nếu Ngài không giải quyết được thì hãy để cho bà ấy đi đi, đừng để bà ấy phải luôn làm phiền đến chúng ta nữa. Và chính các tông đồ cũng cho thấy được rằng như là một hình ảnh đại diện của những người tin vào Chúa Giêsu cũng chưa hề thể nào hiểu được điều Chúa Giêsu đang muốn chỉ giáo qua bài tin mừng hôm nay. Vậy thì đâu là lý do đích thực mà Chúa Giêsu muốn truyền tải cho chúng ta qua bài tin mừng này? Đó chính là một niềm tin mới mẻ. Một niềm tin mới mẻ mà Chúa Giêsu cho chúng ta thấy qua hình ảnh của bà người đàn bà Canaan này. Khi chúng ta khám phá ra rằng bà là một mẫu gương về niềm tin xác tín mạnh mẽ. Trước hết chúng ta tìm hiểu qua bà là một người phụ nữ nhưng có một đức tin hết sức là khiêm tốn. Sau những lần không được toại nguyện, bà đã theo đuổi bằng những hình ảnh mà chúng ta thấy được rằng nghe chúng ta cũng có cảm giác như một điều gì đó rất đau lòng. Câu chuyện hình ảnh nói về cái hình ảnh của chiếc bánh rơi, những cái mẩu vụn rơi xuống đất, rồi ngay cả cái hình ảnh của con chó được ăn những mẩu vụn bánh đó. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng bà thực sự đã đi đến cái sâu thẳm của lòng khiêm nhường. Chính bà cho chúng ta thấy đó là một đức tin của một con người hết sức khiêm tốn. Một hình ảnh thứ hai trong cái câu chuyện tin mừng ngày hôm nay mà bà, người đàn bà Canaan này cho chúng ta thấy được, đó chính là đức tin của một sự van xin. Bà bị từ chối, thế nhưng bà vẫn có sự ngoan cố. Đây chính là một sự ngoan cố rất đặc biệt trong tình yêu. Một sự ngoan cố mà chỉ có những người mẹ, chỉ có những người có tình yêu đích thực. Khi đứng trước bối cảnh đau khổ của người con của mình, thì người đó mới thể hiện được cái tình yêu đích thực là như thế nào. Tình thương của người mẹ dường như là bất chấp chỉ vì yêu thương người con cái của mình. Thế nên bà đã sẵn sàng để hy sinh, dù hy sinh đó có phải trả một giá cỡ nào đi chăng nữa, bà vẫn chấp nhận được. Và như thế, chính cái bản năng của một người mẹ, chính cái tình yêu mãnh liệt ở nơi người đàn bà Canaan này lại cho chúng ta thấy một đức tin sẵn sàng van xin. Và hình ảnh thứ ba ở nơi người đàn bà Canaan này, đó chính là một đức tin mới, một đức tin vươn lên. Chúng ta thấy được rằng là với các tông đồ thì sự có mặt của người đàn bà này là một sự quấy rầy. Còn với ngay cả Chúa Giêsu thì Ngài lại đặt ưu tiên của bản thân mình là đến để cứu các con chiên lạc của dân Israel. Israel tức là dân của Thiên Chúa. Và rõ ràng điều đó rất chính đáng thôi. Chúa Giêsu đến để cứu vớt những người thuộc về dân của Thiên Chúa. Thế nhưng điều đó lại là một dấu chấm hỏi cho mỗi người chúng ta. Liệu rằng chúng ta là những người Kitô hữu, những người đã được rửa tội, chúng ta có phải là dân Thiên Chúa hay không? Và rõ ràng Chúa Giêsu đến để cứu chuộc chúng ta, nhưng chưa chắc chúng ta có thể đón nhận được cái đức tin mà Chúa Giêsu sẽ cứu chuộc được chúng ta. Vậy thì người đàn bà cho chúng ta thấy được rằng bà đã lật đổ tất cả những điều đó. Bà không nghĩ như cái kiểu của các tông đồ là bà cho rằng sự hiện diện của bà là một sự quấy rầy bởi vì bà là một người dân ngoài. Và đối với Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa Giêsu Thiên Chúa không phải chỉ cứu độ có mỗi dân của Thiên Chúa, dân Israel không? Nhưng qua hình ảnh đức tin của bà,
Chúa Giêsu cho chúng ta thấy được rằng Ngài muốn cứu chuộc con người không phải chỉ là những người thuộc về dân Thiên Chúa, mà Ngài cứu chuộc tất cả những ai có niềm tin mạnh mẽ vào một Đức Kitô sẵn sàng chết vì yêu thương con người. Và bà đã đạt đến điều đó. Và kết thúc câu chuyện của niềm tin của người phụ nữ này, đó chính là lời khen ngợi của Đức Giêsu Kitô. Vì bà có niềm tin mạnh mẽ nên bà đã được lòng được như ý. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng thực ra phép lạ không phải là do chính Chúa Giêsu thực hiện, nhưng do chính niềm tin của người phụ nữ, của người đàn bà Canaan đó đã thực hiện phép lạ. Thực hiện phép lạ cho chính người con gái của mình, bởi vì bà đã yêu thương như Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy được rằng hình ảnh của một Đức Kitô trên thập giá, Ngài sẵn sàng yêu thương để cứu chuộc con người của chúng ta. Như thế, chúng ta được mời gọi bắt chước hình ảnh của người phụ nữ này để chúng ta đặt niềm tin mạnh mẽ và trọn vẹn vào một Đức Kitô có khả năng cứu chuộc con người của chúng ta. Và nếu như chúng ta đặt được niềm tin đó, chắc chắn ơn cứu độ của Thiên Chúa đã ở với chúng ta. Và phép lạ không phải chỉ do Chúa Giêsu thực hiện, nhưng do chính tình yêu đáp trả lại tình yêu của chúng ta sẽ được thực hiện trong chính cuộc đời của mình, và điều đó sẽ được thể hiện ở trên thế giới. Ước mong rằng mỗi người chúng ta càng ngày càng xác tín hơn nữa về một tình yêu mà Chúa Giêsu đã hiến thân mình để cứu chuộc con người của chúng ta. Nhưng đồng thời phép lạ chỉ thực sự xảy ra cho chính chúng ta hay cho những người xung quanh do chính sự cộng tác của chúng ta qua hình ảnh của người đàn bà Canaan này. Đó chính là bà đã thực sự tin tưởng và niềm tin của bà đã thực sự mạnh mẽ. Vì thế phép lạ đã xảy ra cho người con của bà và cho tất cả mọi người chúng ta. Amen. Phần chia sẻ của Linh Mục Giuseppe Phạm Quang Minh đã kết thúc chương trình hôm nay. Kính chúc quý vị một tuần mới với đầy hy vọng và niềm vui vào Thiên Chúa. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Đây lời con nguyện cầu. Xin Chúa tề càn khôn cho con lòng bình tĩnh, vì Ngài biết thân phận con là người, đời trong qua thân cho quy nhân nhỏ. Xin Chúa một điều thôi, cho con một niềm tin, một niềm tin giữa biển đời bình mùng đầy bao dòng bóng đêm luôn dâng tràn. Đời bể dâu phận người yêu đuối, xin cho con đừng tàn lùi đức tin. Vào tình yêu bao la hải hà, Chúa yêu thương người trung tín ngàn thu. Đây lời con nguyện cầu. Xin Chúa tề càn khôn cho con lòng bình tĩnh, vì Ngài biết thân phận con là người, đời trong qua thân cho quy nhân nhỏ. Xin Chúa một điều thôi, cho con một niềm tin, một niềm tin giữa biển đời bình mùng đầy bao dòng bóng đêm luôn dâng tràn. Kìa thuyền con lênh đênh sóng lớn, bao tô thét gào lòng người ngã nghiêng. Thuyền đời con liêu xiêu giữa dòng, xin cho con được kiên vững niềm tin. Chúa tề càn khôn cho con lòng bình tĩnh, vì Ngài biết thân phận con là người, đời trong qua thân cho quy nhân nhỏ. Xin Chúa một điều thôi, cho con